Ok, bây giờ mình cùng xem các bài viết của mọi người nha. Bạn Khôi này, My daily life is amazing. Đến đây là đã hết một câu, cho nên là Khôi sẽ chấm câu ở đây nhé. Full stop here. Chỗ này là rất là dễ sai. Rồi, bắt đầu câu là phải viết hoa. I usually got up at 6. Và đây mình đang mô tả một cái ngày bình thường của mình thôi. Em sẽ dùng hiện tại đơn. Hiện tại đơn để mô tả thói quen hàng ngày. I usually get up at 6. After brushing my teeth, I nè. Have breakfast and drive to school. Ý là em lái xe hơi đi học đúng không? Tại thường ta dùng drive mình nghĩa là drive to school. Còn nếu như không phải là ý nghĩa này thì em cân nhắc là I go to school. My class starts at 7:10 a.m. So I have lots of free time before the lesson start. Ở đây bị thiếu S ở cái ngôi thứ ba này nhé. My friends and I, rồi ok chính xác này. Always check, hiện tại đơn thôi. If we have done homework, homework là không đếm được. The class ends at 11:35. Chấm, đây hết câu nha. Hết câu, có chủ từ và có động từ là một câu. Đủ rồi. We have an hour. Đối với văn viết thì mình sẽ dùng là động từ have. Né động từ got, cái đấy là văn nói thôi. We have 1 hour for lunch. Và văn viết thì em viết là one nha, hoặc là an hour. Không dùng số ở đây nha. Số là nó sẽ đi với số liệu mà mốt mình nói sau. An hour, 1 hour for lunch, and then we take a nap. In the afternoon, I often go to the park with my friends. Ok, rồi bài của Khôi đã viết mô tả được daily life rất là rõ ràng, and it's amazing. Bài của Mr. Khánh này. My day is a rhythm of feelings. Đấy, từ này rất là tốt, nhưng mà nó đang bị lỗi về cái chính tả. My day is a rhythm of feeling. Một ngày của mình là những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Vậy thì chỗ này phải là có S bởi vì là nhiều cảm xúc và mình chấm ở đây. The morning with a little hurry to come to school. Mình khi mà mình viết ấy, thì các thời gian là phải có giấy từ đi đi kèm. Thì cụ thể là in the morning phải it's a little hurry. It's a little hurry to come to school and office. Chỗ này theo mình đang hiểu là Mr. Khánh sẽ là take my kid to school. Đúng không? Take my kid to school and head to my office. Mang con đi học và sau đó mình tiếp tục mình đi đến nơi làm việc của mình. Và tới đây chấm câu, chấm. Then là sau đó thì chỗ này là chấm câu là hết ý. Later in the morning. Thường với then ấy, thì mình sẽ là phải sau chữ then này. Later in the morning, tức là gần sáng muộn hơn một chút. With a little silence to think. Then later in the morning, it's rather quiet. Mình dùng từ quiet nhé. Quiet mà nghĩa là tĩnh lặng. Còn silence là không có một âm thanh nào cả. It's a rather quiet to think and plan. It's rather quiet. Chấm đi, chấm cho hết câu này. Rồi. I start to think and plan what to do for a day. Rồi, then a series of hurry. Chấm câu ở đây nhé. After that, tại vì mình đã dùng then nên mình có thể dùng after that để né cái sự lặp lại. After that, it's a series of hurry and energetic phases. Những cái giai đoạn mà nó rất là nhiều năng lượng, những giai đoạn rất là vội vã, rất là năng động, đúng không? Energetic phases of work. Và work thì luôn luôn là không đếm được. To do. Until the end of the working hours. Hết giờ làm việc. Còn nếu mà working day giờ đến lúc mình nghỉ hưu à. Lại chấm tiếp hết câu. Then it's more hurry. Đây, ok. Lại tiếp theo nhé. Then it's more hurry to pick up. Pick up là một động từ nó có hai phần là pick và up, mình tách nó ra. To pick up my son and a lot of talking to drive him home. Pick up my son chấm. Chấm câu đi cho dễ viết.
When drive him home. Rồi, mình sẽ viết là we talk a lot on the way home. We will have dinner. We have dinner and share the work and life and share our day. Nên viết như thế thôi. Tức là mình ăn tối và trong nhà mình chia sẻ ngày hôm nay chuyện gì xảy ra. Mình chỉ nói đơn giản, viết đơn giản như vậy. We have dinner and share our day. And we close our day with a late bedtime story. À rồi, đây thì cái câu mà chúng ta cần viết nó sẽ là thế này. We end the day with some bedtime stories. Okay, this is how we end the day. Rồi bài của Bảo nha. My daily life, lưu ý là phải viết hoa ở đầu nha. My daily life is repeated, which is quite boring. Cái tính từ em cần dùng là repetitive. My daily life is repetitive and boring. Này đi, ok. Mệnh đề quan hệ mình dùng để mô tả một trường hợp khác nó phức tạp hơn một chút. My daily life is repetitive and boring. Mỗi ngày của mình nó làm điện loại và rất là chán. Chấm, hết câu. Viết hoa nhé. I wake up and start my breakfast at night. Breakfast thì mình dùng have. At 9 a.m. Phải. Then I do some work related to my job. And I do some work. Work là không nếm được nha. I do some work related to my job. And check some college's mail notification. And check emails from my college. And check emails from my college. Kiểm tra mail đến từ trường ấy, mình sẽ viết như thế. After that, I go to the gym, training with my coach. Ở đây là two. I go to the gym to train with my coach for around 1.5 hours. Chấm câu đi. Nhiều ý quá. Then I go to a store nearby my apartment, một chữ P nha, for foods that my coach asked me to buy. Rồi ok. Chỗ này có S này. Eventually, eventually, tức là rốt cuộc cuối cùng thì. Từ này dùng trong kể chuyện hoặc là dùng khi mà em đang tranh luận vấn đề. Còn để kết thúc một ngày thì em nói là at the end of the day, I do some other work and go to bed at 2 a.m. And usually go to bed. Cái trạng từ này đặt ra nhé. Usually go to bed at 2 a.m. Rồi bài của bạn Minh. My day is amazing. I spend my time working and studying effectively. Rồi ok. At the beginning of the day, I wake up early and have breakfast. Yeah, very good. Now, well, later on, I change my clothes. Cái này mình sẽ dùng là I get dressed. Việt Nam mình nó là thay quần áo, right? Tiếng Anh phải nói là I get dressed. I get dressed for work. Hoặc là, à, nếu mình nói là thay quần áo để đi làm thì chúng ta sẽ nói nguyên cụm như này luôn. I dress up for work. Nó không mang nghĩa là lồng lộn đâu, nó chỉ mang nghĩa là thay đồ và mặc đồ cho một cái dịp gì đấy. I dress up for work, where I can meet my fellow colleagues. Ok rồi, I might take a nap at lunchtime if I get tired of. Nè, tired of mang nghĩa là you're bored, bạn chán ngán cái công việc. Mà khi mình mệt mỏi, bạn dùng từ from nha. When I get tired from work. In the afternoon, on a frequent basis. Cụm từ này thì nó ok. On a frequent basis. Rồi, I visit the market near my apartment. Đối với market thì mình chỉ dùng drop by, ghé qua chợ một chút, near my apartment to buy some fresh vegetables or meat to prepare for the dinner. Ok, yeah yeah, bạn dùng prepare dinner rất là ổn. The evening is a special time when I can get together with my family. Sẽ là get together with my family members to watch, xem drama hả? Không drama hả? À xem phim Hàn hả? To watch, you know, nếu mà là xem phim Hàn thì bạn sẽ để là Korean dramas here. Tại vì hình như chỉ có riêng cái phim Hàn này người ta sử dụng từ dramas, nó dễ hiểu. Okay, all reality shows on TV.
In brief, my day is absolutely perfect if there are no unexpected events arising. Ok, fine, fine. Rồi, đoạn này rất là rõ và mô tả được một ngày của em. Bài của anh Mai. My day is tiring but fantastic. Ok. I start... Đây, cái này mình sẽ nói là I start work. À, nếu mà from to à? Nếu from to thì là bỏ hết luôn. I work from 8 a.m. to 6 p.m. Mình dùng hiện tại thôi. There are lots of assignments to complete on time. Then I get home and prepare dinner for my little family. I buy a cup of coffee. À, bạn đang mô tả ngày hôm nay của mình hả? À, ok. Nếu mà mô tả ngày hôm nay của mình thì bạn dùng quá khứ. Ok, fine, fine. Yeah, yeah, that's something. Vậy chỗ này sửa lại một chút là I worked from to. Vậy chỗ này phải là was. So there were lots of assignments. Then I got home, prepared dinner for later. Bought a cup of coffee to keep me awake so that I could learn English in the evening. Quá khứ thì mọi thứ nó sẽ phải là quá khứ hết. The class was such a great place to practice English. At the end, ở đây mình sẽ nói là at the end of the day. At the end of the day, of the day. Đến lúc cuối ngày, at the end of the day. I will. Bởi vì bạn chưa làm đúng không? Ok, fine. Nhưng mà về lý thuyết mà nói thì nên viết là I would nha. Bởi vì tất cả nãy giờ nó đang là quá khứ cả. Mình đang kể về cái ngày của mình. So I would go through the news to keep myself updated. Thank you.